Rồi hello anh em ha. Hôm nay em lên một con hàng này là Komatsu nha anh em. Một Komatsu G4/3 nha anh em. Máy đẹp như máy thùng luôn ha. Không gài anh em cũng thông cảm ha. Thì không gài lâu bu quá không có lên clip cho anh em được ha. Anh em điện hỏi máy rất là nhiều luôn mà không có thời gian để lên clip luôn anh em. Hôm nay bất kể từ ngày hôm nay là em rảnh anh em. Anh em cứ hỏi máy gì thì cứ alo trực tiếp em hoặc là kết bạn Zalo với em tư vấn cho ha. Này Komatsu G4/3 anh em, mặt tiền như mấy thùng luôn ha. Xin 100% anh em, ốc bô là chưa mở luôn nè. Con này zin 100% hơi hám cực kỳ tốt anh em. GZ4350. Gieo quát main da băng. Komatsu anh em. So với dòng này với dòng G370 4200 415 hoặc là 410 hay là 400 nữa nè. Chạy không có phê bằng này anh em. Này là cực kỳ phê luôn anh em. Chạy vừa bền mà vừa cắt năng gỗ lắm. Cực kỳ phê luôn anh em. Đang đi làm đầu ghép của Sugi Haga anh em. Làm tản nhiệt nha. Máy cực kỳ đẹp nha anh em. Anh em nào mà cần máy khai thác mà chạy ngon thì alo em con này ha. Muốn mà ngon mà khỏe, con này nằm thì 42 ly nha anh em. Muốn khỏe mua VIP thì alo em con này nha. Được bụi nha anh em. Được zin theo máy nè. Rất là mới luôn. Bình xăng con zin theo máy, bình xăng con chế quanh vào nha anh em. Hơi tối anh em mà chế là chế quanh bồ anh em. Chế quanh bồ nha. Cái chữ quanh bồ chà bá luôn. Chỗ này em quay hơi tối thông cảm ha, nhưng là đảm bảo anh em là chế zin theo máy chế của hãng quanh bồ anh em. Dây xăng là zin theo máy hết ha. Thấy cộng dây xăng nó chưa mục nữa nè. Ốc ác nè, ốc inox luôn nè. Bộ zin theo máy nè. Rồi, nếu nào cần thì liên hệ em ha. Anh em muốn chơi cái dòng mà cho nó bền cho nó ngon thì dứt con này anh em. Chạy cực kỳ phơi ha. Giá con này hiện tại bên Nhật cũng vẫn là nó không dưới 20-30 triệu luôn anh em. Giá mới á, còn cái này hàng bãi ra bên Nhật đã sử dụng rồi ha. Rồi cái là còn nguyên zin còn trên 90% anh em. Rồi con này em bán cho anh em á là với giá là 4 triệu anh em. Giá này em không có bớt anh em. Tại vì anh em cứ tham khảo anh em khác đi ha. Được giá thì bên nào thì mua bên đó thôi, nhưng mà giá này không bớt ha. Anh em cứ tham khảo ha. Rồi GZ4/3 nha anh em. Này để kệ nó hơi khó giật, để em giật nè. Em để cái giò lên cái kìm cái máy lại. Hôm nay em để cho anh em là 4 triệu nha anh em.